Kính mời quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 3 tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chủ trì lễ đón chính thức Phó Tổng thống Myanmar Nien Tun đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Myanmar tiếp tục phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao. Chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Myanmar Nien Tun nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, tìm hiểu các cơ hội hợp tác mới tại các địa phương và trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Ngày sau lễ đón, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Tổng thống Myanmar Nien Tun đã tiến hành hội đàm. Tại buổi hội đàm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng những thành tựu có ý nghĩa của chính phủ và nhân dân Myanmar trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân và mở rộng quan hệ đối ngoại. Cho rằng những thành tựu này là tiền đề vững chắc để Myanmar tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2014. Ngài Nien Tun bày tỏ vui mừng lần đầu tiên tới thăm Việt Nam trên cương vị Phó Tổng thống. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trong thời gian qua, nhất trí cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới. Hai bên cũng khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và ASEAN, cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng khác. Chiều 20 tháng 3 tại Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Phó Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Nien Tun chào xã giao trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Phó Tổng thống. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao các kết quả đạt được trong cuộc hội đàm của Phó Tổng thống Myanmar với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cho rằng những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này sẽ góp phần quan trọng trong việc đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên tầm cao mới. Hai bên bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước, nhất là về chính trị, đối ngoại, an ninh quốc phòng, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, hàng không, du lịch. Khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như dầu khí, khai khoáng, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước. Chủ tịch nước đề nghị hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương sẵn có, trong đó có Ủy ban hỗn hợp nhằm tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Phó Tổng thống Myanmar cam kết sẽ tích cực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận cấp cao đã đạt được giữa hai nước, đặc biệt là tuyên bố chung về hợp tác trong 12 lĩnh vực ưu tiên. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác tại các cơ chế tiểu vùng như GMS, ACMEX. Phó Tổng thống Myanmar cảm ơn việc Chủ tịch nước ta khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ Myanmar đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2014 và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam cũng như các nước ASEAN khác nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho vai trò này. Chủ tịch nước cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm với Myanmar trong tổ chức SEA Games năm 2013. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình chuyến thăm làm việc tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, chiều 20 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ ngành trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Vĩnh Long về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2012, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế Vĩnh Long vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, trong đó GDP tăng 7,82%. Đây là năm có tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh và đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Bên cạnh những mặt tích cực, tình hình phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Long gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chưa bền vững. Còn 6 trên 23 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra. Năm 2013, Vĩnh Long phấn đấu GDP tăng từ 8 đến 8,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và kết quả mà Vĩnh Long đã đạt được, đồng thời chia sẻ những khó khăn của Vĩnh Long về hạ tầng giao thông vận tải, y tế, nguồn nhân lực, sức cạnh tranh hàng hóa nông sản. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Vĩnh Long khắc phục những hạn chế yếu kém, phát huy tiềm năng lợi thế về nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp để phát triển bền vững. Trước mắt, lãnh đạo tỉnh cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, nhất là các doanh nghiệp thủy sản. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới, duy trì và phát huy hiệu quả các vùng rau màu, cây ăn trái có chất lượng cao, mô hình cánh đồng mẫu lớn và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, Vĩnh Long thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông và các loại tội phạm và tập trung giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số bộ ngành trung ương đã xem xét và cho ý kiến về các kiến nghị của Vĩnh Long về đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, nước sạch. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ở thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang về tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, tình hình kinh tế xã hội năm 2012 của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng và đạt mục tiêu đề ra. Cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực thực hiện hoàn thành 19 chỉ tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 14,3%, thu nhập bình quân đầu người đạt 23,64 triệu đồng, giải quyết việc làm 24.500 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,59%. Năm 2013, Hậu Giang đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng hợp lý, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ trước những khó khăn của Hậu Giang, đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền Hậu Giang tập trung phấn đấu khắc phục những hạn chế yếu kém, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013. Trước mắt, tỉnh cần huy động mọi nguồn lực thực hiện quyết liệt mục tiêu xây dựng nông thôn mới, quan tâm giáo dục đào tạo từ bậc mẫu giáo đến công nhân kỹ thuật và đại học. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo Hậu Giang cùng sát cánh với doanh nghiệp để có những giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, nhất là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nông thủy sản. Tiếp tục rà soát lại quy hoạch để huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã xem xét và cho ý kiến về các kiến nghị của tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang và một số dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Sáng 20 tháng 3 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị. Nghị quyết số 21 đã nêu rõ mục tiêu thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Phần đầu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương trình bày hướng dẫn tuyên truyền và kế hoạch triển khai nghị quyết 21, thảo luận nêu những kết quả đã đạt được và khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đề xuất các biện pháp để thực hiện có hiệu quả nghị quyết. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh, trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn, thu nhập của người dân còn thấp, công tác an sinh xã hội càng được Đảng và Nhà nước quan tâm, trong đó bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu. Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng và lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách và pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mọi người hiểu và tự giác tham gia thực hiện. Đồng chí Lê Hồng Anh cũng đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan có liên quan rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Làm tốt công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức thực hiện nghị quyết, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nợ động, trốn đóng bảo hiểm, lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý ngành bảo hiểm xã hội cần quan tâm nâng cao năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức,
tinh thần trách nhiệm công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để nâng cao chất lượng phục vụ, chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm. Ngành quản lý chặt chẽ đối tượng đóng và tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định, không để xảy ra tham nhũng tiêu cực. Ngày 20 tháng 3, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh bàn về đề án thí điểm xây dựng khu hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn và khu cửa khẩu tự do Móng Cái. Theo đề án của tỉnh Quảng Ninh, khu kinh tế đặc biệt Vân Đồn có các nét đổi mới là cấp hành chính trực thuộc tỉnh, có quyền tự quản cao, có quyền ban hành một số văn bản có tính chất đặc thù. Chính quyền khu tổ chức theo mô hình chính quyền đô thị một cấp, được gọi là ủy ban hành chính khu, không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn. Người đứng đầu cơ quan hành chính là bí thư, đồng thời là chủ tịch ủy ban hành chính. Vân Đồn có nhiệm vụ trọng tâm phát triển công nghiệp giải trí, dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, phát triển công nghiệp xanh, công nghệ cao. Khu kinh tế tự do Móng Cái có cơ chế chính sách về thương mại xuất nhập khẩu khác biệt để có khả năng cạnh tranh toàn cầu, đồng thời trở thành trung tâm thương mại du lịch cảng biển, là điểm kết nối giao thương hàng hóa, dịch vụ du lịch của Việt Nam với các nước Đông Bắc Á, Đông Nam Á, đầu mối của hành lang kinh tế Hà Nội, Lạng Sơn, Nam Ninh, Hà Nội, Móng Cái và vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ. Dự toán tổng vốn đầu tư xây dựng hai khu hành chính kinh tế này từ nay đến năm 2025 là khoảng 17 tỷ đô la Mỹ, trong đó nguồn vốn từ ngân sách chiếm 20%, còn lại là vốn đầu tư nước ngoài. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Trung ương sẽ tạo mọi điều kiện về các cơ chế chính sách về tài chính ngân hàng đất đai. Phó Thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh cần phải đổi mới, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, sớm hoàn thiện quy hoạch, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Khi nghiên cứu xây dựng đề án, cần dựa trên nguyên tắc xây dựng khu hành chính kinh tế đặc biệt, phải có đủ sức cạnh tranh toàn cầu. Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương đều đánh giá cao đề án, đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp để dự án được hoàn thiện hơn. Ngày 20 tháng 3, tại công trường xây dựng nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Bộ Giao thông Vận tải và Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam tổ chức lễ hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ. Hàng trăm công nhân công trường đồng loạt ra quân hưởng ứng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quý Tiêu, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhấn mạnh, một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện công trình trọng điểm quốc gia theo đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng là làm tốt công tác an toàn lao động trong quá trình thi công. Bởi vậy, tất cả người lao động trên công trường phải luôn đề cao khẩu hiệu an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn. Để thực hiện tốt mục tiêu này, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị thi công trên công trường tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cá nhân cho người lao động theo đúng quy định. Người lao động thực hiện nghiêm túc việc sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân và thực hiện quy trình vận hành máy móc thiết bị đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công. Tại buổi lễ phát động, các đơn vị đã ký cam kết thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng dự án gắn với hưởng ứng tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ với chủ đề tăng cường văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc.